Giới tiên tri tiết lộ 7 con giáp bỗng đổi đời giàu sang, tiền vàng rủng rỉnh trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, năm 2024 năm Giáp Thìn, cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới. Những người nào đang trong cảnh khó khăn nợ nần sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ trả sạch nợ nần. Hơn thế nữa, công việc của những con giáp này cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, làm đâu thì thắng đó, nên tiền bạc vì thế mà cũng sẽ đủ đầy rủng rỉnh. Thậm chí một số người còn có cơ may là trúng số đổi đời, một bước lên mây. Những người làm ăn kinh doanh thì sẽ có một năm buôn may bán đắt. Người đi làm thì được hưởng lương thì sẽ được cấp trên đánh giá cao cái năng lực của mình, được đề bạt, được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn. Nếu biết tích lũy tiền bạc ngay từ bây giờ thì từ nay đến cuối năm 2024, cuộc sống của những con giáp này sẽ dư giả về mặt vật chất, không bao giờ phải lo nghĩ, tiêu tiền mỏi tay. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để luôn cập nhật những cái video mới nhất. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên, chúng ta đã biết năm 2024, năm Giáp Thìn, nó là năm Giáp Thìn. Chúng ta cùng diện đầu tiên là Thân, Tý, Thìn là tam hợp, đúng không? Vậy nên những người tuổi Tý sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Trong cái năm 2024 nhận định, những người tuổi Tý bước vào cái năm Giáp Thìn thì cái vận trình của những người tuổi Tý đã có những cái khởi sắc trông thấy so với cái năm 2023, xua đi không ít những cái mê mờ để đón nhận những cái tia nắng mới trong năm 2024, năm Giáp Thìn này. Cái tình trạng sa sút của năm 2023 cũng gần như đã được bớt đi rất nhiều. Vận khí của những người tuổi Tý tuy chưa thực sự được thăng hoa nhưng mà cũng được coi là ổn định, không có quá nhiều thăng trầm nhưng cũng gì thiếu đi sự đột phá. Quý vị cần phải cẩn trọng chú ý về quản lý bản thân, nâng cao cái năng lực và cân bằng giữa cuộc sống cũng như là công việc thì mới có thể cải thiện được cái vận trình của mình. Bên cạnh đó, trong năm 2024 được cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp, vậy nên được cục diện tam hợp nó che chở nên có thể hóa giải những cái phần nào cái vận xui trong năm cũng như là cái hạn tam tai đấy. Dù vậy, những người tuổi Tý vẫn nên là có cái sự thận trọng, không nên chủ quan trong tất cả các lĩnh vực hoặc là trong cuộc sống của mình để có được cái may mắn, để được có được cái bình an. Xét về vận trình sự nghiệp của những người tuổi Tý trong năm 2024 là do năm Giáp Thìn ấy, thì cái sự nghiệp của những người tuổi Tý có những cái điểm sáng đáng kể trong năm Giáp Thìn này. Nói chung là dù vẫn còn nhiều cái thách thức nhưng cũng không phải là gì, không có cơ hội, không có cách xử lý. Những người tuổi Tý cần phải cố gắng điều chỉnh cái tâm lý và dần dần thích nghi với cái nhịp sống và cái sự thay đổi của năm nay. Cơ hội đến không ít nhưng mà có nắm bắt được hay không ấy là phụ thuộc hoàn toàn vào những người tuổi Tý. Chỉ cần những gia chủ tuổi Tý tập trung vào phát triển cái lợi thế của bản thân và có sự tính toán kỹ lưỡng thì chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được cái thành công không là ít. Bên cạnh đó, cái phương diện tài lộc của những người tuổi Tý trong thời gian này thì nói chung là cái diễn biến tài lộc của năm trong năm 2024 ấy, có nhiều cái tín hiệu tích cực nhờ vào hàng loạt các tài tinh nó chiếu mệnh. Cái việc kiếm tiền của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng khá là suôn sẻ, cũng được những người khác giúp đỡ nên là việc làm ăn thì cũng có lãi. Dù vậy, các bạn vẫn nên chú ý đến cái tâm trạng thất thường của mình, đừng vì những cái chuyện vặt vãnh mà nóng nảy, cáu gắt kẻo lại phá hỏng các mối quan hệ hợp tác có lợi. Bên cạnh đó, những gia chủ tuổi Tý cũng phải chú ý đến cái việc giao tiếp với mọi người xung quanh, tránh những cái mâu thuẫn và những cái xung đột không cần thiết do là gì? Do những cái hiểu lầm. Về phương diện tình duyên gia đạo của những người tuổi Tý thì cũng ít có biến động. Các mối quan hệ lứa đôi và các cặp vợ chồng thì cũng bình lặng, ít gặp sóng gió. Đó cũng có thể là coi là một cái điều đáng mừng. Những người độc thân thì sẽ có một vài cái cơ hội tình cảm nhờ cái sức hút tăng vọt. Tuy nhiên, quý vị nên cẩn thận kẻo bị lừa gạt về mặt tình cảm và tiền bạc trong thời gian này. Về mặt sức khỏe của những người tuổi Tý trong năm 2024 ấy, thì nói chung là trong năm nay vẫn là cái năm thứ ba của tam tai, lại có một vài cái hung tinh nó tác động xấu đến cái sức khỏe, nên những gia chủ tuổi Tý vẫn nên là chú ý chăm sóc cơ thể một cách cẩn thận hơn, rèn luyện cái sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, sinh hoạt một cách khoa học và điều độ để giữ gìn cái sức khỏe. Quý vị cũng nên là chú ý khi đi lại, tránh va vấp và tránh tai nạn để xảy ra những cái điều đáng tiếc. Thưa quý vị, để gia tăng thêm cái may mắn, thêm cái vận trình tốt đẹp cho mình thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ là sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh ngũ thân.
Vòng tam hợp quý nhân được sử dụng 3 hạt linh vật tam hợp kết hợp với lại cái gọi loại gỗ xưa hay là gỗ tử đàn ấy. Đây là những loại gỗ quý được làm các vật phẩm phong thủy để trừ tà hóa sát, chiêu tài. Vậy nên khi mang theo cái vật phẩm vòng tam hợp quý nhân bên mình, nó sẽ giúp quý vị và các bạn hòa hợp cái mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi và mang lại cái may mắn trong tiền bạc và tài lộc. Vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Tý. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà chúng ta sẽ đến đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, trong năm 2024 thì các chuyên gia tử vi nhận định nhờ được cục diện tam hợp nâng đỡ lại thêm một số cái cát tinh nó trợ giúp, nên là dù trong năm 2024 là một năm cuối của năm Tam Tai, nhưng mà với những người tuổi Thân ấy, được coi là một năm phát triển khá là mạnh mẽ, mở ra nhiều cái cơ hội mới cho những ai mà chưa kịp nắm bắt trong cái năm cũ 2023. Bên cạnh đó, cát khí nó đang thắng thế, một khi mà bỏ công bỏ sức ra thì ắt những người tuổi Thân sẽ thu được những cái thành quả như ý. Dù đôi khi vẫn phải va vấp với không ít những khó khăn, những thách thức, nhưng mà những người tuổi Thân vẫn vượt qua một cách ngoạn mục. Thậm chí trong cái quá trình cố gắng ấy, từ những người tuổi Thân ấy còn tìm ra được những cái năng lực tiềm ẩn và có những bước đột phá ngoạn mục trước cái sự ngỡ ngàng của nhiều người. Về công việc, về sự nghiệp của những người tuổi Thân thì hứa hẹn gặt hái nhiều cái thành công lớn hơn, kết giao được nhiều bằng hữu tốt, làm công việc gì thì cũng sẽ được thuận lợi hơn. Các bạn thậm chí còn được quý nhân giới thiệu cho những cái cơ hội làm việc đáng quý. Những người đi theo con đường công danh thì dần dần khẳng định được cái vị thế của bản thân. Trong khi đó, những người trẻ tuổi thì tìm ra được những cái đường đi thích hợp để phát triển bản thân và luôn hăng hái thực hiện những cái nhiệm vụ mình được phân công. Trong thời gian này sẽ không tránh khỏi những cái khó khăn hay những cái thách thức, nhưng mà cuối cùng thì vẫn đạt được kết quả như mong đợi. Về vận trình tài lộc thì có sự gia tăng mạnh mẽ trong năm 2024. Thành tích tốt trong công việc cũng sẽ giúp cho các bạn thu được cái khoản hoa hồng, cái khoản thưởng nóng không hề nhỏ. Với những người mà làm kinh tế thì đây là cái thời điểm thích hợp để ký kết các hợp đồng, mở rộng cái quy mô kinh doanh của mình. Mặc dù là vất vả nhưng mà các bạn sẽ thu được một khoản lời lãi xứng đáng. Đáng mừng hơn là một vài người còn phát tài bất ngờ nhờ những trò may rủi hoặc là đầu tư mạo hiểm. Bên cạnh đó thì cái mặt tình cảm, mặt nhân duyên của những người tuổi Thân ấy cũng khá là vượng. Đào hoa thì phơi phới, những người độc thân thì được giới thiệu cho những cái đối tượng triển vọng. Thậm chí chính các bạn cũng trở thành đối tượng nổi bật trong cái tập thể và được nhiều người săn đón. Chỉ cần các bạn có con mắt tinh đời thì dễ tìm được những người phù hợp. Với những người đã lập gia đình thì vợ chồng tương đối là hòa thuận và biết thấu hiểu cho nhau. Tuy nhiên cũng cần phải chú ý đến cái nguy cơ có kẻ thứ ba rình rập và không nên buông thả bản thân trong thời gian này. Xét về vận trình sức khỏe thì nhìn chung ấy, những người tuổi Thân trong thời gian này vẫn duy trì được cái sức khỏe ổn định, ít bị ốm đau bệnh tật hay là mắc những cái bệnh nghiêm trọng. Các bạn hãy duy trì cái lối sống điều độ để cơ thể luôn được khỏe mạnh. Hãy tránh làm việc quá sức, đẩy bản thân vào cái cảnh là lao lực. Khi gặp chuyện căng thẳng thì cũng đừng ngại trao đổi với mọi người xung quanh để kịp thời được tháo gỡ. Trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn, tăng cường thêm cái tài lộc cho mình, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn, để được quý nhân luôn bên cạnh tương trợ giúp đỡ, giúp quý vị và các bạn hóa giải những xung sát thị phi và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho những người tuổi Thân. Đặc biệt những người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn trong năm 2024 năm Giáp Thìn ấy, thì là năm cuối cùng của hạn tam tai. Vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý. Quý vị hãy sử dụng một cái vòng tam hợp để hóa giải những xung sát thị phi, hóa giải những cái vận xấu do cái hạn tam tai nó mang lại và mang đến cái may mắn, mang cái tài lộc cho những người tuổi Thân. Vòng cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái vận may về tài lộc, về tiền bạc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị đã biết năm 2024 nó là năm Giáp Thìn, chúng ta cùng diện là Thìn Dậu nhị hợp. Đúng không? Trong năm 2023, những người tuổi Dậu ấy gặp phải cục diện là xung thái tuế. Đấy. Vậy nên nó sẽ bước sang một năm khá vất vả cả về công danh, sự nghiệp lẫn tiền bạc. Vậy nên trong năm 2024 là một cái thời điểm bứt phá của những người tuổi Dậu.
những người tuổi Dậu sẽ có cái sự nhảy vọt gấp nhiều lần so với thời gian trước đó. Vận trình hanh thông lại được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh. Công việc làm ăn của những người tuổi Dậu thì cũng ngày càng thuận lợi, tiền bạc thì gia tăng một cách không ngừng. Có thể nói, công sức các bạn bỏ ra bao nhiêu thì được đền đáp xứng đáng và gặt hái được những thành quả xứng đáng hơn rất nhiều lần so với trước đó. Về công việc thì có cái nhiều cái bước phát triển rõ rệt trong năm. Những người tuổi Dậu giữ được cái đầu lạnh, giữ được cái sự bình tĩnh và sự sáng suốt, nên thường là những người đầu tiên nắm bắt các cơ hội, đem về cho mình những cái lợi nhuận và cho cả tập thể nữa. Những người lãnh đạo thì cũng đưa ra được những cái quyết sách đúng đắn, giúp tập thể có thể tìm ra cái hướng đi mới, thoát khỏi cái lối mòn trước đây, thu về những cái thành công rực rỡ. Về vận trình tài lộc và tiền bạc thì nói chung ấy, trong năm 2024 ấy, do cái tài khí nó khá là vượng, vậy nên là cái tài lộc của những người tuổi Dậu cũng được tăng mạnh. Công việc thuận lợi kéo theo cái tài lộc cũng gia tăng một cách đều đặn, thậm chí là trong năm còn có nhiều lộc về kinh doanh, buôn bán hoặc là các khoản tiền như được tăng lương, tăng thưởng hoặc là cân nhắc lên vị trí cao hơn. Với những người làm kinh tế thì các bạn cũng khẳng định được cái vị thế của mình trên thị trường, nên là có một lượng khách hàng đông đảo, không sợ đối thủ cạnh tranh, không sợ đối thủ chơi xấu. Về mặt tình cảm thì phương diện này cũng có tốt có xấu. Khuyên những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng nên nghiêm túc và chân thành khi mà đến với người khác. Như vậy thì mới có thể duy trì được cái mối quan hệ lâu bền. Ngoài ra các bạn cũng không nên nghe theo những cái lời ngon tiếng ngọt của những người khác, kẻo bị lừa gạt về mặt tình cảm, đặc biệt là với nữ giới. Còn với những người đã lập gia đình ấy, thì hãy giữ cái khoảng cách đúng mực với người ngoài, tránh để có kẻ thứ ba xuất hiện. Thêm nữa, cái mặt sức khỏe trong thời gian này của những người tuổi Dậu thì cũng được gì duy trì khá là tốt. Thậm chí một vài người còn chữa được tận gốc những cái căn bệnh mãn tính mà làm phiền với mình trong suốt thời gian vừa qua. Vậy nên một số người tuổi Dậu hãy luôn giữ chế độ sinh hoạt khoa học, rèn luyện thể chất mỗi ngày để luôn được khỏe mạnh và bình an. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn trong năm 2024 nó Giáp Thìn, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mang lại cái vận may về tiền bạc, về tài lộc cho quý vị và các bạn. Vòng tam hợp cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân, mang lại cái may mắn và mang lại cái tài lộc cho mình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về ba con giáp may mắn nhất trong cái năm 2024, năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.